Tiếp nối những diễn biến của phần 1, lúc này ở lớp học bơi của trường, Tachibana đang thể hiện sức mạnh vượt trội của level 2 trong sự ngưỡng mộ của lũ bạn cùng lớp. Sau sự kiện tân đao chiến lần trước, 6 người bọn họ đã được nâng cấp bằng cách tiêm vào người một loại chất lỏng. Nó làm cho cả 6 người có được sức mạnh và tốc độ hơn lúc trước nhiều lần, đến cả cô gái yếu đuối như Miyabi hiện giờ cũng đã vượt trội so với bạn cùng lớp. Julie nhảy xuống nước trong sự mong đợi của mọi người, thế nhưng một lúc sau vẫn không thấy cô bé nổi lên. Nhận thấy có điều không ổn, Tozu ngay lập tức nhảy xuống vớt Julie lên. Thì ra lúc ở Bắc Âu, cô bé chưa từng học bơi, nhưng Julie nghĩ cô có thể bơi được nếu quan sát và bắt chước theo những người khác. Mọi người cũng khá ngạc nhiên về khuyết điểm đáng yêu này của cô bé. Nhìn cách mà Tozu chăm sóc cho Julie, Miyabi đang ước gì mình cũng không biết bơi. Trên đường về ký túc xá, Tozu nhìn thấy Lily đang ngồi uống trà trong vườn trường, nên bảo Julie về trước sau đó chạy đi. Tozu định hỏi điều gì đó thì Lily lên tiếng ngăn lại. Cô nói nếu Tozu muốn biết điều gì thì phải đi cùng cô ấy đến một nơi. Thì ra nơi mà Lily muốn đến là công viên giải trí. Trong lúc chơi trò bắn súng trong công viên, Lily đã kể cho Tozu nghe về niềm yêu thích của cô đối với súng ống. Từ nhỏ cô đã có sở thích đi săn và có thể tháo lắp thành thạo các loại súng khác nhau. Cô nói súng là thứ quen thuộc nhất đối với mình và có lẽ vì thế mà blade của cô có hình dạng súng. Trong lúc ngắm pháo hoa, Tozu đã hỏi Lily về việc vì sao cô ấy lại sử dụng blade trước mặt mọi người. Lily trả lời rằng cô chỉ đơn giản là muốn cho Tozu xem blade của cô mà thôi. Thực sự cô đã rất vui khi biết được có một người cũng sở hữu blade khác biệt giống mình. Lily có cảm giác rằng Tozu là duo duy nhất phù hợp với một kẻ ngoại lệ như cô. Và rồi lần thứ hai một người cao ngạo như Lily đưa ra lời mời với Tozu, thế nhưng cô vẫn nhận được kết quả giống như lần trước. Không thể chấp nhận việc bị từ chối đến hai lần, Lily đã vung tay cho Tozu một cái tát cực mạnh rồi bỏ đi. Tozu về đến ký túc xá sau giờ đóng cửa, cũng may Julie vẫn mở sẵn cửa ở ban công tầng 2 và đợi cậu về ở đó. Tozu kể lại chuyện vừa xảy ra, cậu xin lỗi Julie vì đã giấu cô lúc Lily đề nghị lần đầu tiên và cậu làm thế cũng bởi vì sợ Julie sẽ lo lắng. Julie nói không sao cả vì Tozu cũng có lý do của riêng mình, nhưng hơn hết Julie thật sự cảm ơn Tozu vì đã chọn cô. Lúc này ở một căn phòng khác, Miyabi cũng đang mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi crush của mình quay về. Vì mải suy nghĩ nên khi Tachibana dục đi tắm, Miyabi đã cởi quần áo ngay trước mặt cô bạn vì tưởng rằng mình đã ở trong phòng tắm. Tsukimi thông báo cho cả lớp về một cuộc thi đấu liên khối. Tất cả các học sinh năm nhất sẽ đối đầu với một nhóm học sinh năm 2 đều đã ở level 2 hoặc 3. Thế nhưng đến lúc cuộc đấu sắp được diễn ra thì Lily bước vào bên trong đấu trường và nói một mình cô sẽ đại diện năm nhất để tham gia cuộc thi này. Sau đó với sức mạnh vượt trội của mình, Lily đã hạ gục toàn bộ những đại diện của năm 2. Rồi cô nói với hiệu trưởng Sakuya rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh tồn với các bạn cùng lớp để thắt chặt tình bạn. Trong bữa tiệc sinh tồn của mình, Lily sẽ đối đầu với tất cả học sinh năm nhất trong một tòa nhà. Tất cả các học sinh bình thường của năm nhất đều bị hạ gục một cách nhanh chóng, chỉ còn 6 người đạt đến level 2 là vẫn chưa bị loại. Lúc đối mặt với Lily, Tozu xin lỗi vì đã từ chối cô hai lần và mong muốn lần này hai người bọn họ sẽ dốc toàn lực đấu một trận. Vì theo như quan niệm của Tozu, nếu làm vậy thì hai người họ sẽ thấu hiểu nhau hơn và khi đó họ có thể sẽ trở thành những người bạn thật sự. Hai người bắt đầu chiến đấu với nhau, bởi vì mỗi lần bắn Lily sẽ xoay súng để lên đạn, thế nên Tozu vẫn có thể chặn được dựa vào cách tính toán đường đạn. Bỗng nhiên từ đâu lúc này, đám người Toza và Tachibana xuất hiện rồi đánh về phía Lily. Thì ra bọn họ đã chuẩn bị kế hoạch phối hợp để có thể dồn Lily vào góc chết, nhưng sự vội vàng của Julie đã khiến cho kế hoạch có sơ hở. Cộng thêm với việc Lily sở hữu sức mạnh vật lý của một Exit cấp cao, vậy nên cô đã an toàn tránh được đợt tấn công từ 6 người. Cả bọn nhảy xuống định đuổi theo thì Miyabi không cẩn thận bị ngã. Tozu chạy đến định đỡ cô dậy thì Miyabi chợt phát hiện góc ngã của mình không ổn. Cô vội vàng hỏi Tozu đã nhìn thấy cái gì không nên nhìn chưa? Tozu có nhìn thấy không thì tôi không biết, chứ người xem bọn tôi thì nhìn thấy một ít rồi. Cả nhóm quyết định chia làm hai nhóm để đuổi theo Lily. Lily thể hiện kỹ năng thợ săn điêu luyện của mình khi ngụy trang thành một người đã bị đánh bại trong lớp, sau đó bắn một phát súng loại bỏ Tatsuo. Trong lúc chiến đấu với Lily, Julie lộ rõ sự nôn nóng không giống thường ngày. Điều này làm cho cô dễ dàng bị trúng đòn của Lily và gần như đã bị hạ gục nếu không có Tachibana kịp thời xuất hiện. Lúc cứu Julie, Tachibana cũng đã bị dính đạn. Hiện tại bọn họ chỉ có 3 người khỏe mạnh. Cây thương của Miyabi tuy có sức công phá lớn nhất nhưng lại khó có thể dùng trong trường hợp này. Tozu nhớ lại chi tiết xoay súng lên đạn trước mỗi lần bắn của Lily rồi dựa vào đó xây dựng một kế hoạch tác chiến mới. Trong lúc chuẩn bị cho kế hoạch mới, Julie đã gặp riêng Tozu để nói với cậu rằng cô thực sự đang mất bình tĩnh. Julie sợ sau trận chiến này, Tozu và Lily có thể sẽ công nhận năng lực của nhau và cậu sẽ không muốn làm duo với Julie nữa. Nghe thấy những điều Julie nói, Tozu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đặt tay lên đầu cô bé rồi nói rằng cậu muốn bảo vệ và trở thành sức mạnh của Julie. Tozu cũng nhấn mạnh rằng duo của cậu mãi mãi chỉ có một người là Julie mà thôi. Đúng lúc này Lily xuất hiện phá tan khung cảnh ngôn tình vừa mới diễn ra được ít phút. Cô nghĩ đã đến lúc kết thúc bữa tiệc ngày hôm nay. Tozu sử dụng Miyoni đấm xuống mặt đất, ép Lily phải nhảy lên cao. Lúc đó sẽ là thời điểm mà cô khó né đòn nhất.
Sau khi mượn lực từ đòn tấn công của Miyabi, Lily lên đạn rồi nổ súng bắn hạ Toza. Theo lý thuyết cô sẽ không đủ thời gian để lên đạn bắn Julie nữa. Thế nhưng khẩu súng trong tay Lily vẫn tiếp tục nổ súng mà không cần lên đạn, bắn thẳng vào ngực Julie. Thì ra tất cả những lần xoay súng lên đạn trước đó chỉ để đánh lừa Tozu và mọi người. Bỗng nhiên từ dưới đất, một đường kiếm chém về phía tay của Lily khiến blade của cô rơi xuống đất. Julie vốn dĩ đã bị bắn vào ngực, lúc này lại không làm sao cả. Trong sự ngạc nhiên tột độ của Lily, Julie cho cô xem phần bị cô bắn trúng đã có blade của Tachibana bảo vệ, còn Tozu thì nhẹ nhàng giải thích cho cô. Cậu vẫn nhớ lần trước khi ở trung tâm thương mại, Lily bắn bọn côn đồ liên tiếp mà không cần lên đạn, thế nên lần này mới không bị cô lừa. Lại một tiếng súng bất ngờ từ đâu vang lên, đạn trúng vào vai của Tozu, máu văng tung tóe. Rõ ràng lần này là đạn thật chứ không phải từ blade của Lily. Ba tên mặc áo giáp tiến về phía cả bọn, tên cầm đầu bỏ mũ ra và giới thiệu hắn là đại diện của bậc thầy trang bị Smith, đến đây để mời Lily đi với chúng một chuyến. Nghe thấy cái tên Smith, Lily đã đoán ra được thân phận của bọn họ, sau đó lên tiếng từ chối lời mời kia. Tên tóc vàng cầm đầu liền nổ súng bắn Lily ngay khi cô vừa mở miệng từ chối. Thấy vậy, Julie và Toza liền lao lên đánh về phía bọn chúng nhưng bị ngăn cản hoàn toàn. Tên tóc vàng nói không phải chỉ có Exit mới mạnh hơn người thường. Sau đó hắn gần như dịch chuyển tức thời đến bên cạnh rồi dí súng vào đầu Miyabi, ép Lily phải đi theo hắn. Mọi người nhanh chóng đuổi theo, Tozu chặn đầu bọn họ trên chiếc thang cuốn rồi tung một đấm xuống đất. Dưới sức mạnh của Mizuni, chiếc thang vỡ làm nhiều mảnh nhỏ. Julie và Toza xuất hiện tấn công hai tên lính, Lily và Tozu thì hợp lực bắn dụng tên đội trưởng tóc vàng. Ngày hôm sau khi đến thăm Tozu ở bệnh viện, Lily bất ngờ hôn lên má cậu rồi tuyên bố Tozu sẽ là chồng tương lai của cô khiến tất cả mọi người vô cùng kích động. Sau trận chiến hôm trước, Miyabi càng lúc càng cảm thấy cô là gánh nặng của tất cả mọi người, dù Tachibana đã cố gắng động viên khích lệ. Học viện Koryo tổ chức chạy hè trên một hòn đảo nhỏ. Vì là lần đầu tiên đi tàu, nên Julie bị say sóng rồi nằm bẹp trên đùi của Tozu như một con nhồi nhỏ. Bỗng nhiên con tàu dừng lại giữa biển. Tsukimi bước lên thông báo, bọn họ sẽ phải tự bơi từ đây cho đến hòn đảo tổ chức chạy hè. Do không biết bơi, nên Julie phải bám vào Tozu khiến cho bọn họ bị tụt lại khá xa. Đột nhiên lúc này trên đầu hai người xuất hiện tiếng động cơ, Lily trong bộ áo tắm gợi cảm nhảy xuống ôm ấp người chồng tương lai mà cô đã chọn. Sau khi bơi đến hòn đảo, Tozu nằm vật ra bãi cát nghỉ ngơi vì quá mệt, Julie thì đi chỗ khác để phơi khô quần áo. Lily thể hiện sự tận tâm của một người vợ tương lai khi lấy thân mình che nắng cho Tozu chỉ để nhận được một nụ hôn làm phần thưởng. Nghe thế Tozu tỏ ra sợ hãi rồi nói cậu không cần bóng dâm nữa. Lúc này trên mỏm đá chợt vang lên tiếng kêu nhẹ của Julie, hai người liền chạy đến đó xem xảy ra chuyện gì. Thì ra vật nhỏ này của Julie bị gió thổi bay xuống biển. Tiếp đó Tozu nhìn về phía Julie rồi nghĩ đến điều gì thì mình thật sự không biết. Sau đó ba người cùng nhau tìm đường để đi đến chỗ tập trung nằm giữa hòn đảo. Tozu xé áo của mình để quấn vào chân Lily giúp cô có thể đi lại trong rừng. Sự chu đáo này khiến cho Lily càng cảm thấy mắt nhìn chồng của cô quá chính xác. Đột nhiên ba người bị tấn công, đối phương mặc trang phục như những ninja nhưng lại sử dụng vũ khí là blade. Không chỉ bọn Tozu gặp phải mai phục mà những học sinh khác của học viện cũng gặp phải tình trạng tương tự. Trong quá trình chiến đấu, Tachibana cố gắng một mình chống chọi với kẻ địch, còn Miyabi lại ngồi khóc và suy nghĩ như thường lệ. Thế rồi hình ảnh của Tozu bất chợt hiện ra trong đầu cô. Sức mạnh tình yêu bùng cháy khiến cho Miyabi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô triệu hồi cây thương của mình rồi quyết đoán lao vào cuộc chiến để giúp đỡ Tachibana. Bên phía ba người Tozu, những kẻ bịt mặt lợi dụng sự thông thuộc địa hình để tiến hành cô lập bọn họ trong rừng. Julie và Lily bắt buộc phải hợp sức với nhau để có thể chống lại kẻ địch. Lily nói cô cần không gian để có thể phát huy blade của mình. Julie gật đầu rồi nói cô tránh ra một chút. Không biết bằng cách nào, Julie phát huy ra sức mạnh ngang bằng với level 3 rồi nhẹ nhàng dọn dẹp sạch tất cả cây cối ở khu vực xung quanh. Toàn bộ kẻ địch không còn nơi ẩn nấp rất nhanh bị Lily hạ gục. Đối thủ của Tozu có vẻ mạnh hơn những kẻ địch còn lại, hắn còn được hỗ trợ bởi hệ thống bẫy gây ra không ít khó khăn cho Tozu. Khi Tozu ghi được hắn xuống đất và sắp tung ra đòn kết liễu thì cậu bất ngờ phát hiện tên bịt mặt chính là Aimari, cô bạn đã bị chính tay cậu loại ra khỏi học viện Koryo trước đây. Không biết vô tình hay cố ý mà tay của Tozu lại đặt vào chỗ này, khiến cậu lại bị mắng là đồ biến thái. Thì ra hòn đảo này chính là một cơ sở phụ của học viện Koryo, lúc trước tất cả những người bị loại trong lễ nhập học, nếu đồng ý đều có thể gia nhập nơi này. Ở một nơi khác, một ông già tóc trắng đang nói với tên đội trưởng tóc vàng lúc trước về một kế hoạch sắp được tiến hành. Ông ta cũng cho tên đội trưởng xem thành quả nghiên cứu mới nhất của ông ta, một bộ giáp mạnh mẽ vượt trội được gọi là Selection. Sau quãng thời gian luyện tập vất vả trên đảo, Tsukimi thông báo ngày mai tất cả các học viên sẽ được hoạt động tự do để vui chơi và thư giãn. Tozu được rủ đi tắm biển cùng với đám con gái. Nhắc đến tắm biển thì không thể không nói đến những bộ bikini quyến rũ khiến cho Tozu suýt không kiềm chế được bản thân như này được. Sau đó là các hoạt động vui chơi giải trí cùng với sự biến thái càng ngày càng được thể hiện một cách rõ ràng của Tozu. Tuy chỉ mới quen biết, nhưng Aimari đã nhận ra được tình cảm của Miyabi đối với Tozu, vì thế cô khuyên Miyabi nên thổ lộ lòng mình để không phải hối hận sau này.
Trên đường về, Aimari cố tình tạo điều kiện để Tozu và Midabi có cơ hội ở riêng với nhau. Tozu cõng Midabi trên con đường cát dọc bờ biển lúc hoàng hôn. Trong khung cảnh tuyệt mỹ, Midabi nói Tozu hãy thả cô xuống. Hai người lặng lẽ đi bộ cùng nhau, rồi Midabi dừng bước lên tiếng gọi Tozu. Midabi cảm ơn Tozu vì cậu đã luôn xuất hiện những lúc cô cần để giúp đỡ động viên khích lệ cô. Sau đó cô lấy hết dũng cảm ra để nói với Tozu ba chữ, mình thích cậu. Tozu tiến lên định nói điều gì đó, thì bất chợt trong đầu cậu hiện ra hình ảnh kinh hoàng năm xưa, nhưng lần này người nằm trong vũng máu là Midabi. Tozu xin lỗi Midabi và nói không thể đáp lại tình cảm của cô được, bởi vì cậu còn quá yếu đuối. Sau khi nghe Tozu nói lời từ chối, Midabi bật khóc rồi quay người chạy đi. Video đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong phần 3, cũng là phần cuối của bộ này. Nếu thấy video hay đừng quên ấn thích và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.